vợ chồng Trấn Thành cùng em gái tụ họp dàn nghệ sĩ. Trấn Thành, Harry Uyên cùng em gái Uyển Ân tụ họp ăn tối cùng một số diễn viên phim Nhà Bà Nữ và bạn bè nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng Trấn Thành cùng em gái Uyển Ân, ngoài cùng bên trái, mặc ton su ton trắng tiếp đón dàn nghệ sĩ tới nhà hàng của nam diễn viên ăn tối. Trong các khách mời có hai nghệ sĩ Ngọc Giàu, Việt Anh, diễn viên Lý Hạo Mạnh Quỳnh từng đóng phim Nhà Bà Nữ với anh em Trấn Thành. Diễn viên hài Kiều Linh cho biết cô vui khi có dịp tụ họp vợ chồng Trấn Thành, Harry Uyên, nghệ sĩ Việt Anh và nhiều bạn bè, đồng nghiệp, cựu người mẫu. Diễn viên Ngọc Nga phải chụp ảnh kỷ niệm với Kiều Linh. Nghệ sĩ Hồng Vân và con gái Bí Ngô đứng hội ngộ Hồng Đào trong buổi tiệc ấm cúng, thân tình. Tôi mới giảm 16kg nhưng vẫn hào hứng đi ăn cùng mọi người, mà lại còn thích ăn cơm chiên nữa, Hồng Vân cho biết. Vợ chồng Ốc Thanh Vân đến chào hỏi hai đàn chị Hồng Vân, Hồng Đào. Hồng Vân tự tin mặt đẹp, khoe dáng gọn gàng sau giảm cân. Hồng Đào được khen ngày càng trẻ trung, năng động nhờ thay đổi kiểu tóc, gu thời trang. Hồng Đào và Kiều Linh đến trò chuyện cùng nghệ sĩ Ngọc Giàu, bà ngoại đáng yêu của phim Nhà Bà Nữ. Diễn viên Anh Đức, bạn thân của Trấn Thành, cũng tới ăn tối. Hàn Huyên cùng các nghệ sĩ Tuấn Trần và các đồng nghiệp được thưởng thức các món ăn kiểu Hồng Kông ở nhà hàng của Trấn Thành. Nam MC bận rộn tiếp đón, chụp ảnh với các vị khách suốt buổi tiệc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.